giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Xin chào quý vị các bạn, đây là sân Ninh Thuận. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Bình Thuận và đội khách Phú Đổng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023. Nhiệt độ trên sân vào thời điểm này là 34 độ C, thời tiết rất nắng nóng, nó sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Đội ra quân bên phía đội chủ nhà trong trận đấu này đứng trong khung thành là thủ môn số 1 Ngô Quốc Cường, số 5 Nguyễn Xuân Luân, số 6 Võ Văn Huy, số 8 Nguyễn Lê Minh Khôi, số 10 Nguyễn Quốc Hoàng, số 15 Nguyễn Thành Kiên, số 16 Mai Thanh Nam, số 22 Trần Hữu Thắng, đá băng đội trưởng, số 23 Phạm Đăng Tuấn, số 30 Nguyễn Văn Thái và số 59 Đinh Hoàng Mắc. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, đó trọng tài chính đó là ông Trần Văn Trọng, các trợ lý đó ông Nguyễn Phước Thuận, Lê Văn Mộc và trọng tài thứ tư đó là ông Nguyễn Anh Vũ. Quân trong ngày thi đấu hôm nay đứng trong thành là thủ môn số 26 Dương Văn Cường, số 6 Phan Thanh Hậu, số 17 Hoàng Thanh Tùng, số 18 Bùi Xuân Lộc, số 20 Lê Vũ Quốc Nhật, số 31 Nguyễn Chính Đăng, số 66 Lê Đức Lương, số 88 Nguyễn Duy Kiên, số 92 Dương Văn An đeo đội trưởng, số 95 Nguyễn Hồng Sơn và số 96 Nguyễn Văn Đức. Như vậy là hiệp 1 đã diễn ra. Các cầu thủ Bình Thuận với trang phục màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mới nhỏ quý vị và các bạn. Còn đây là huấn luyện viên trưởng bên phía câu lạc bộ Phú Đổng, ông Nguyễn Văn Đàn. Đội đang đứng đầu bảng đó là BVF CRD được 14 điểm, xếp vị trí thứ hai đó là Quảng Nam được 12 điểm. Vị trí thứ ba đó là Long An được 11 điểm. Đây là đợt tấn công của các cầu thủ Phú Đổng, dứt điểm rất nguy hiểm. Vừa rồi là pha dứt điểm từ xa của Hoàng Thanh Tùng. Một đường chuyền sai. Đội chủ nhà đã giành cái bóng rồi, đường chuyền Đinh Hoàng Bắc có kịp không? Đinh Hoàng Bắc không kịp so với pha bằng xuống của Đinh Hoàng Bắc. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Văn Cường cũng đã phán đoán tốt và bà vào hợp lý. Còn có những cầu thủ trên 30 tuổi đó là Thanh Nam 33 tuổi và Hữu Thắng 34 tuổi và Văn Thái số 30 32 tuổi. Đó là những cầu thủ trên 30 tuổi ở trong trận đấu này của câu lạc bộ Bình Thuận. Như vậy là Chính Đăng bên phía Phú Đổng và nhặt thẻ vàng cho pha phạt lỗi với Đinh Hoàng Bắc. Đây là Đinh Hoàng Bắc. Khá nguy hiểm. Bóng đi sát xa ngang. Trước đó là một tình huống đá phạt không thành công nhưng bóng bật đến chân của Đinh Hoàng Bắc, anh đã tung ra pha cứa lòng nhưng bóng đã đi sát ra ngang trong tình huống vừa rồi. Đó có lẽ là pha dứt điểm đầu tiên của Bình Thuận. Minh Khôi dứt điểm ngay. Pha dứt điểm của Minh Khôi ở góc sút như vậy rất khó để đánh bại thủ môn Văn Cường. Bóng vẫn còn, đường chuyền, đây là cơ hội, dứt điểm, rất nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống phối hợp nhanh của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Người có pha dứt điểm cuối cùng đó là Minh Khôi. Kết quả vẫn đang là 0-0. Quốc Hoàng đánh đầu ngược, không vào. Một pha đánh đầu chiến thuật hay của các cầu thủ Bình Thuận nhưng rất tiếc là Đinh Hoàng Mắc và một cầu thủ nữa không chạm được vào tình huống 2. Đinh Lợi rất nguy hiểm. Thủ môn bên phía Phú Đổng Văn Cường đã phán đoán tốt. Trước đó Duy Kiên đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài rồi. Như vậy là tấm thẻ vàng thứ hai và Duy Kiên sẽ phải nhận tấm thẻ đỏ. Bây giờ các cầu thủ Phú Đổng phải chơi thiếu người. Đó là tình huống phạm lỗi từ phía sau của Duy Kiên. Đúng là tình huống phạm lỗi, phải nhận thẻ vàng thứ hai xứng đáng của Duy Kiên.
Khôi, Hữu Thắng. Rất đông các cầu thủ Phú Đồng đang phòng ngự ở sân nhà. Đánh đầu, đây là cơ hội. Không được. Tình huống đánh đầu, bóng đi cắt ngang không thành. Nhưng cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã băng vào, không thể chạm được vào bóng, đó là Thanh Nam. Rất nguy hiểm của các cầu thủ Bình Thuận, họ cần phải làm được nhiều hơn như thế. Văn Thái, Quốc Hoàng, dứt điểm, vào! Tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ Bình Thuận. Đó là sai lầm của một cầu thủ bên phía Phú Đồng. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 65 của trận đấu. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 16, Thanh Nam. Một pha bắt vô lê rất nhanh và hạ gục thủ môn Văn Cường. Pha bắt bóng lấp bập, phải mất tới 2 nhịp thì thủ môn Quốc Cường mới ôm gọn trái bóng. Và cầu thủ bên phía Phú Đồng đã phạm lỗi, dẫm vào tay của Quốc Cường. Rất chính xác và an toàn, đó là pha đâm bóng của Quốc Cường. Đinh Lợi áp sát rất nhanh. Các cầu thủ Phú Đồng cần phải bình tĩnh hơn. Hồng Sơn và chắt chiu những pha lên bóng như thế này. Đức Lương, nó quá mạnh và quá sâu. Tạt bóng, đánh đầu không được. Đó là pha phản bóng chính xác của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Vẫn còn Chính Đăng. Sóng gió đã qua đi trước khung thành của Bình Thuận. Đây là Đinh Lợi. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Trần Văn Trọng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Bình Thuận đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Phú Đồng với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Thanh Nam sau sai lầm phá bóng không tốt của Đức Lương và đã giúp cho Bình Thuận vươn lên. Và các cầu thủ Phú Đồng đã rất cố gắng ở trong hiệp 2, mặc dù thi đấu thiếu người nhưng kết quả không như mong muốn. Và bây giờ buổi tổng kết trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bình Thuận và Phú Đồng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.